các à, bác thân mến trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một bộ kéo đẩy đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản đó là dòng model M73 và C73 ở video clip này thì em sẽ quay cụ thể về hình thức bề ngoài và nội thất của nó ở phía bên trong để các bác có thể tham khảo nghiên cứu và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh vậy nay thì các bác có thời gian các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích chiếc ở phía bên tay trái thì các bác thấy đó là chiếc bao M73 còn chiếc ở phía bên tay phải đó là chiếc dề C73 và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về chiếc dề C73 trước các bác thấy thì về cái nắp của chiếc bao và chiếc dề thì em cũng đã tháo nhấc ra ngoài rồi để dễ dàng cùng các bác quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong về mặt trước thì các bác thấy nó được thiết kế mặt phay nhôm đấy đối với những dòng của Pioneer thì các bác thấy nó được thiết kế mặt phay nhôm rất là nhiều từ những dòng à 7000 à 6 này tám này rồi là tám hai la mã này đấy vân vân rất là nhiều kể cả những dòng à bình dân như dòng à 8800 thì các bác thấy nó cũng đều sử dụng mặt phay nhôm về cách thiết kế của dòng này thì các bác thấy hai bên nó sử dụng hai cái tay sách giúp chúng ta có thể cầm di chuyển rất là thuận tiện nhé Ngoài ra thì các bác có thể cầm hai bên sườn này các bác di chuyển cũng được Tuy nhiên thì các bác thấy đây là hai cái tay sách giúp chúng ta có thể cầm đấy rất là thuận tiện còn bên này thì các bác thấy đây chế độ chỉnh bát nhiều bát ít này cắt tần số của bát này đấy đây là tone. đây là chỉnh chép nhiều chép ít rồi là cắt tần số của chép đây là nút power nút nguồn đây là output a b và a cộng b tức là các bác đưa cái cổng ra đấy Subsonic. rồi là các bác thấy cổng moze này đấy rồi là ba lăng này volume này Đấy, đây là volume chỉnh âm lượng to nhỏ Đấy, các bác thấy rất là rõ bên này là input selector rồi là các bác thấy những cổng thép đấy rất là cụ thể đây đấy nút này gạt các bác nhìn không thấy rõ này đấy đó là C73 các bác nhá đấy đó là tổng thể ở mặt trước nói về mặt trước thì em cũng quay luôn sang cái con bao này để các bác thấy rõ này Đối với con bao này thì nó hai bên nó cũng đều sử dụng hai cái tay sách giống với con dề Cho nên các bác để lên nó sẽ cùng khuôn với nhau Đồng đều về cái kích thước còn đối với cái con bao này các bác thấy nó sử dụng hai cái đồng hồ VU được bố trí rất là lớn nằm ở, ở, gần chính giữa tức là nó hơi chếch một chút sang phía bên tay trái này bên này thì các bác thấy speaker AB và A cộng B rồi là nút power nút nguồn khi chúng ta cắm điện nguồn vào thì nó bật điện nguồn lên nó sẽ sáng và khi chúng ta mở tín hiệu nhạc đưa ra loa thì hai cái đồng hồ kim này này nhún nhảy nhìn rất là đẹp đối với những sự việc sử dụng đồng hồ VU thì các bác thấy từ những dòng à 7.000 à, à, 800 này chơi này rồi là 7.825 mã thì các bác thấy đó là những cái mẫu ôm đi rất là huyền thoại rồi đây là bộ kéo đẩy cho nên các bác thấy đương nhiên nó sẽ có công suất à, lớn hơn so với những chiếc âm đi 7.800 thông thường và đối với kéo đẩy thì các bác biết rồi nó sẽ gồm có pau và dề dề tức là chỉnh âm sắc riêng biệt và pau là phần khuếch đại công suất nó được bố trí tách rời nhau cho nên các bác để lên nó một bộ combo nhìn rất là đồng đều nhau Đó là về cách thiết kế ở mặt trước Còn ở phía trong thì các bác thấy đây là nội thất của chiếc dề C73 Các bác thấy về nội thất của nó còn rất là mỹ mãn Sắt xì vàng, bảy màu và còn rất là lung linh Đấy Đây các bác thấy rất là cụ thể nhé Những khung xương này, những con tụ trở này Đấy rất là rõ các mối cuốn đằng sau các bác thấy rất là tuyệt vời đấy. đó là về nội thất của chiếc dê còn đối với chiếc bao thì các bác thấy đây đối với việc chiếc bao thì các bác thấy nó sử dụng đến hai cái tăng phô nguồn các bác thấy ở hai bên này sử dụng bốn con tụ lọc việc thiết kế như này các bác thấy rất là rõ rồi đương nhiên thì mỗi một bên thì nó sẽ phụ trách cho một vế một bên một cái tăng phô nguồn và một bên là hai tụ lọc này đấy một bên một tăng phô nguồn và hai tụ lọc được bố trí tách rời nhau để nó chia đều ra hai vế các bác thấy rất là cụ thể. Còn ở phía sau thì các bác thấy đối với dòng này thì nó sử dụng 8 sò các bác nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 6 này, đấy. Nó sử dụng 8 sò. Này nó Mỗi một bên thì nó sử dụng 4 sò. Còn đây là ở phía sau. Các bác thấy đối với chiếc bao này thì nó sử dụng đánh hai cầu cầu A và cầu B các bác thấy đây. Và đối với dòng này thì đương nhiên rồi trở kháng của nó từ 4 đến 16 ôm và khi chúng ta đánh hai cầu A cộng B tức là hai cặp loa cùng một lúc thì sẽ có trở kháng từ 8 đến 16 ôm. Như vậy thì các bác thấy một mức trở kháng rất là thấp giúp chúng ta có thể dễ dàng đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Và đối với chiếc bao này thì nó có công suất tiêu thụ điện là hơn 200 W. Và các bác thấy thì nó chạy nguồn điện 100 V, bên này là input đường đưa tín hiệu đi vào. Còn bên này là đường đằng sau của chiếc dề C73. Các bác thấy các cổng thép 1, thép 2 này, đấy, rồi là cổng ao này. AUX1, AUX2, bên này là đường vào, rồi là bên này là đường ra, đấy. Ra cầu A hay là ra cầu B. Đấy, các bác thấy ở đằng trước nó có chế độ ao A, B và A cộng B đấy. Thì các bác có thể uh, cắm ở cổng nào thì chúng ta có thể uh, vặn về cổng đó thôi đó là tổng thể ở mặt trước mặt sau cũng như là về nội thất của bộ kéo đẩy uh, Pioneer M73 và C73 rất là tuyệt vời và đối với những bộ kéo đẩy như này thì các bác có thể đánh với những cái dòng loa của Gen Sen này rồi là những dòng loa của Calip này rồi ngoài ra các bác có thể đánh với những dòng loa của Antec này những dòng loa Elac này Đấy, các bác đánh rất là hay đặc biệt là những dòng loa cổ các bác đánh rất là phê hay là những dòng à, lead sandwich các bác đánh với những dòng kiểu đẩy pioneer này rất là tuyệt vời chất âm của pioneer các bác biết rồi bao giờ đem đến âm thanh rất là tơi sáng nghe âm thanh rất là lung linh và đặc biệt thì nó lại là bộ kéo đẩy nữa nó được tách rời bộ phận bao riêng và dề riêng cho nên thì các bác có thể dễ dàng kết hợp với rất nhiều các dòng à, loa khác nhau những dòng loa của nhật những dòng loa của châu âu những dòng loa mỹ là những dòng loa đức này loa pháp các bác kết hợp rất là tuyệt vời và đối với bộ kéo đài này thì có mức giá cũng rất là tốt thôi và bắt nào có nhu cầu quan tâm thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em bộ kéo đài này thì có mức giá là trên dưới 10 triệu một chút thôi là các bác được sở hữu một bộ kéo đài như thế này rất là tuyệt vời các bác thấy uh, vừa chơi và chúng ta có thể uh, vừa bài nhìn rất là bắt mắt và như vậy vừa rồi thì em cũng đã quay và giới thiệu đến các bác về bộ kéo đẩy đến từ thương hiệu Pioner của Nhật Bản rồi. Đó là chiếc dẻ uh, C73 và chiếc uh, Pau M73 để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và cuối cùng thì các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.